Việt Nam lùi kế hoạch mở cửa lại đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho khách quốc tế tới tháng 11 vì phát hiện thêm chùm ca nhiễm COVID mới, trong khi thiếu vaccine tiêm chủng. Truyền thông nhà nước loan tin. Việt Nam thoạt đầu dự kiến đón khách ngoại quốc đã tiêm chủng đầy đủ tới Phú Quốc từ tháng 10 để vực dậy du lịch và thúc đẩy kinh tế sau thời gian đóng cửa vì đại dịch. Báo nhà nước dẫn lời giới chức địa phương hôm 24 tháng 9 cho biết Phú Quốc vừa ghi nhận thêm 12 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên thành 69 trường hợp COVID. Tuần trước, giới hữu trách nói cần thêm 250.000 cho tới 300.000 liều vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng. Nhà chức trách cho biết Phú Quốc sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 11. Thời gian đầu sẽ đón mỗi ngày từ 1 tới 3 chuyến bay thuê bao. Lượng du khách nước ngoài tới Việt Nam giảm từ 18 triệu vào năm 2019 xuống còn 3,8 triệu vào năm ngoái, theo Reuters.